Thưa quý vị, có khoảng 1,8 triệu tấn rác thải nhựa thải ra môi trường mỗi năm tại Việt Nam. Trong đó chỉ 27% được tái chế, tận dụng bởi các cơ sở doanh nghiệp. Ô nhiễm môi trường và biến đổi khí hậu từ rác thải nhựa đã thực sự trở thành một trong những vấn đề bức thiết hàng đầu mà Việt Nam cũng như các quốc gia trên thế giới phải đối mặt. Xu hướng sống xanh và sử dụng các sản phẩm có nguồn gốc từ thiên nhiên đang ngày càng được nhiều người lựa chọn. Đây cũng chính là cơ sở để có thể củng cố cho ý tưởng khởi nghiệp xanh từ sơ mướp của một người con ở đất Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh. Và ý tưởng khởi nghiệp đặc biệt của anh chàng đó đã biến sơ mướp trở thành một loại hàng hóa xuất khẩu rất có giá trị. Chúng tôi tâm niệm là mỗi một sản phẩm bông tắm sơ mướp được người tiêu dùng sử dụng đồng nghĩa với việc là sẽ có bớt đi một sản phẩm bông tắm bằng nhựa, bớt đi một miếng rửa bát bằng các cái hợp chất hóa học được sử dụng trên thị trường. Từ đó sẽ giảm những cái vi hạt nhựa, giảm những cái tác động từ những cái sản phẩm xuất phát từ công nghiệp ra thị trường. Sơ mướp thứ tưởng chừng sẽ bỏ đi, nhưng với anh Tạ Quý Tôn, chúng lại là phần tinh túy nhất của quả mướp và chỉ vùng đất nhiệt đới như Việt Nam mới có thể sản xuất được. Trong một lần đi công tác nước ngoài, anh Tôn có cơ hội sử dụng bộ sản phẩm từ sơ mướp tại một khách sạn cao cấp. Ý tưởng sản xuất ra những sản phẩm từ sơ mướp cũng được anh nhen nhóm từ lúc này. Các sản phẩm tiêu biểu mà tôi đang sản xuất là bộ sản phẩm dành cho nhà tắm. Ví dụ như là bông tẩy trang, bông tắm sơ mướp, đai kỳ lưng sơ mướp hoặc là cây kỳ lưng sơ mướp. Đấy là bộ sản phẩm dành cho nhà tắm. Bộ sản phẩm dành cho nhà bếp thì bao gồm là cái miếng rửa bát, miếng rửa chén, cây rửa bình, rửa ly, rửa cốc, rửa xoong, rửa nồi, các sản phẩm nót quay xoong nồi hoặc là giá nồi hấp. Bộ sản phẩm tiêu dùng cá nhân ví dụ như là lót giày, khử mùi hôi. Bộ sản phẩm dành cho nhà hàng, khách sạn. Để sản xuất ra các sản phẩm từ sơ mướp, anh Tôn sẽ sử dụng các quả mướp già, thu hoạch đúng thời điểm rồi sơ chế bằng cách bóc vỏ, giặt sơ và phơi dưới ánh nắng. Tất cả các công đoạn sản xuất hoàn toàn thủ công và không dùng bất kỳ một loại hóa chất tẩy rửa nào. Tôi muốn hướng cái sản phẩm này 100% là tự nhiên, thiên nhiên và sử dụng lao động thủ công, chứ không mong muốn là sử dụng máy móc hoặc công nghệ. Cái thứ hai nữa là tạo ra công ăn việc làm cho người dân địa phương. Anh ấy có kiến thức đấy, và anh nhận thấy là cái thị trường tiềm năng và cái sản phẩm này là sản phẩm thân thiện với môi trường. Anh đã nhìn thấy cái tiềm năng và anh ấy dám nghĩ, dám làm, dám bước đi đấy, và để cho rất nhiều bạn trẻ học hỏi để phát huy. Với độ dày, độ mềm, mịn và màu sắc tự nhiên, các sản phẩm từ sơ mướp đã nhanh chóng chinh phục các khách hàng khó tính nhất. Hiện các sản phẩm đã xuất khẩu sang Mỹ, Nhật, Úc cùng nhiều nước khác trên thế giới. Năm 2022, dự kiến sản lượng sơ mướp cung cấp ra thị trường đạt khoảng 50.000 sản phẩm một tháng. Trong năm tiếp theo, con số sẽ tăng lên khoảng hơn 1 triệu sản phẩm. Mới đây, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái yêu cầu cần phải tiếp tục thực hiện công tác quản lý, điều hành giá chủ động, linh hoạt, đảm bảo kiểm soát lạm phát theo mục tiêu đề ra, đồng thời tạo thuận lợi cho các mục tiêu của năm tới. Tính chung 9 tháng, chỉ số giá tiêu dùng CPI cũng đã tăng là 2,73% so với cùng kỳ năm 2021. Đây được xem là kết quả của sự điều hành, chỉ đạo linh hoạt của chính phủ, các bộ ngành cùng với sự thích ứng linh hoạt của doanh nghiệp, người dân. Các doanh nghiệp cũng cho biết là sẽ tiếp tục duy trì các chương trình trợ giá từng mặt hàng tiêu dùng, từng thời điểm và bám sát giá cả từ phía cung ứng, đặc biệt là trong dịp Tết khi mà nhu cầu thị trường gia tăng đột biến. Vâng thưa quý vị, các bộ ngành địa phương sử dụng linh hoạt hiệu quả các công cụ biện pháp điều tiết giá theo quy định của pháp luật, tăng cường triển khai công tác thanh tra kiểm tra, chấn chỉnh, xử lý những vi phạm liên quan đến việc thực hiện các biện pháp kê khai giá, niêm yết giá, công khai thông tin về giá. Tại hai thị trường lớn nhất là Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh, tại Hà Nội, ngành công thương cho biết thành phố hiện nay đang có 44 doanh nghiệp tham gia bình ổn giá. Lượng dự trữ hàng hóa cũng tăng từ 15 đến 20%. Ngoài chương trình khuyến mại doanh nghiệp đã đưa ra, các đơn vị đã tiến hành khảo sát tại các chợ truyền thống cũng như hệ thống phân phối. Giá thành các mặt hàng thiết yếu đã giảm từ 5 đến 7%, có mặt hàng giảm tới 15%. Còn tại thành phố Hồ Chí Minh, Sở Công Thương thành phố cũng đã chuẩn bị hàng chục nghìn tấn hàng hóa bình ổn giá phục vụ nhu cầu tiêu dùng cuối năm.
Xin được tiếp tục tin tức cập nhật giá nông sản trong ngày hôm nay. Với mặt hàng gia cầm thì theo ghi nhận thị trường ngày hôm nay cho thấy giá gà Minh Dự và giá vịt tại Đồng Nai có biến động và giá trứng cũng duy trì ổn định từ 2.100 cho đến 2.300 đồng một quả. Trong khi đó thì giá cá tra giống lại tăng mạnh do là nhu cầu tăng vọt vào cuối năm. Ở mặt hàng thịt gà tươi sống, nhìn chung không có thay đổi nhiều so với hôm qua. Các giống gà tại các địa phương trên cả nước tạm chững giá, duy chỉ có tỉnh Đồng Nai, giá gà Minh Dự giảm 3.000 đồng một kg so với hôm qua, giữ giá bán hôm nay là 52.000 đồng một kg. Nhìn chung, giá gà vẫn ổn định. Còn đối với mặt hàng vịt, giá bán giảm nhẹ vào hôm qua thì hôm nay lại tăng giá lại, giữ ở mức 39.000 đồng một kg. Các nơi khác tạm thời chững giá. Giá trứng gà trắng và trứng gà đỏ hôm nay tiếp tục duy trì đà đi ngang, không có bất cứ thay đổi nào. Dao động từ 2.100 đồng đến 2.300 đồng một quả. Nhìn chung, thị trường trứng gà rất yên ắng, không sôi động vào những tháng cuối năm. Các thương buôn cũng không đưa ra những dự đoán về giá trứng gà ở những tháng cuối cùng của năm 2022 này. Xuất khẩu thuận lợi, các hộ nuôi cá tra tại đồng bằng sông Cửu Long đang tích cực mở rộng diện tích, tăng sản lượng phục vụ nhu cầu xuất khẩu dịp cuối năm. Tuy nhiên, do lũ về, cá tra giống khan hàng, sốt giá kết hợp với giá thức ăn thủy sản tăng vọt đã tạo áp lực cho người nuôi. Ở thời điểm này, giá cá tra giống dao động từ 35.000 đồng đến 50.000 đồng một kg tùy theo kích cỡ, tăng gần 10% so với tháng trước. Mẫu 30 con giá gần 40.000 đồng một kg, 50.000 đồng một kg thì loại nhỏ nữa. So với tháng trước, giá có nhích lên khoảng 6.000 đồng một kg. Giống lúc này rất khó mua, giống khan hiếm. Tuy nhiên, lượng cá giống không nhiều nên người nuôi cá tra thương phẩm ở vùng đồng bằng sông Cửu Long rất khó mua đủ con giống thả nuôi với diện tích ao lớn. Xin được chuyển sang những thông tin liên quan tới thị trường nông sản. Thưa quý vị, theo thông tin từ Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam VASEP, tháng 9 năm 2022, xuất khẩu tôm của Việt Nam đạt 349 triệu đô la Mỹ, tăng 13% so với cùng kỳ năm 2021. Lạm phát tăng, tồn kho còn nhiều trong khi sức mua giảm. Các vấn đề về vận chuyển kho lạnh do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 được cho là những nguyên nhân khiến Mỹ giảm nhập khẩu tôm. Đến cuối năm, nếu tồn kho giảm bớt, nhu cầu tiêu thụ tôm của Mỹ có thể nhích nhẹ để phục vụ lễ hội cuối năm. Đáng chú ý là tháng 9 năm 2022, xuất khẩu tôm Việt Nam sang Trung Quốc đã bật tăng hơn 100%, đạt 70 triệu đô la Mỹ. Đà tăng này đã khiến cho Trung Quốc vượt qua Mỹ và trở thành thị trường nhập khẩu tôm lớn nhất của Việt Nam trong tháng 9. Lũy kế 9 tháng, xuất khẩu tôm sang Trung Quốc đã đạt 483 triệu đô la Mỹ, tăng 62% so với cùng kỳ. Sản lượng tôm nội địa của Trung Quốc sụt giảm do thời tiết bất lợi, dịch bệnh trên tôm ở một số khu vực sản xuất tôm chính, nhu cầu nhập khẩu tôm tăng để phục vụ lễ hội Trung Thu và ngày Quốc Khánh khiến Trung Quốc tăng cường nhập khẩu tôm. Theo Hải quan Trung Quốc, tháng 8 năm 2022, nhập khẩu tôm của Trung Quốc đạt 680 triệu đô la Mỹ, tăng 97% so với tháng 8 năm 2021 và là tháng có giá trị nhập khẩu cao nhất từ trước tới nay. Nhập khẩu tôm vào Trung Quốc tăng liên tục lên mức kỷ lục trong tháng 7 và 8 năm nay, cho thấy nhu cầu tiêu thụ nội địa và chế biến xuất khẩu của thị trường này đang ở mức cao. Dự kiến nhập khẩu tôm của Trung Quốc trong những tháng cuối năm 2022 tiếp tục tăng mạnh. Dự báo về thị trường cuối năm thì các chuyên gia của VASEP cho rằng xuất khẩu tôm từ tháng 9 cho đến hết năm sẽ còn tiếp tục giảm so với những tháng trước đó. Kim ngạch xuất khẩu tôm cả năm nay dự kiến là chỉ xấp xỉ hoặc là tăng nhẹ so với năm ngoái. Xin được chuyển sang những thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị, trên thị trường nội địa, giá lợn hơi hôm nay ghi nhận tăng giảm trái chiều 1-3.000 đồng một kg. Hiện tại giá khảo sát ở các tỉnh thành dao động trong khoảng 53-62.000 đồng một kg. Tuy nhiên, so với ngày đầu tuần, giá thịt lợn hơi vẫn tăng nhẹ từ 1-3.000 đồng một kg. Dù giá trong nước tăng giảm trái chiều nhưng vẫn duy trì ổn định dưới mức 62.000 đồng một kg. Tại khu vực miền Bắc, thị trường lợn hơi tăng 1.000 đồng một kg so với ngày hôm qua. Cụ thể, thành phố Hà Nội điều chỉnh giao dịch lên mức cao nhất khu vực là 61.000 đồng một kg, ngang bằng với tỉnh Hưng Yên. Trong khi đó, 58.000 đồng một kg là mức giá thấp nhất khu vực tiếp tục được chứng kiến tại các tỉnh Yên Bái, Lào Cai, Phú Thọ và Ninh Bình. Thị trường khu vực miền Trung Tây Nguyên ghi nhận giảm nhẹ trong ngày hôm nay. Theo đó, sau khi hạ một giá, tỉnh Đắk Lắk đưa giá thu mua về còn 56.000 đồng một kg, cùng với Bình Thuận.
tỉnh Ninh Thuận tiếp tục duy trì giao dịch ở mức thấp nhất khu vực là 55.000 đồng một kg. Tại miền Nam, giá lợn hơi không ghi nhận quá nhiều biến động mới. Lợn hơi tại hầu hết các tỉnh thành đang được thu mua quanh mốc trung bình 56.000 đồng một kg. Riêng tỉnh Sóc Trăng giảm 3.000 đồng một kg, xuống mức thấp nhất khu vực là 53.000 đồng một kg, ngang bằng với tỉnh Kiên Giang.